Chỉ là học Phật trên hình thức mà thôi. Thắp nhang lại Phật, đó gọi là học Phật à? Khi hỏi Phật là gì không biết. Tại sao phải thắp nhang lại Phật? Vì Phật sẽ bảo hộ tôi. Đây là mê tín. Thắp nhang lại Phật thì Phật phò hộ cho anh, không có đạo lý này. Phật chỗ phò hộ chúng ta đó là gì? Là kinh điển, là lời giáo huấn, quyết chẳng phải là nặng ra một pho tượng anh ngày ngày lạy nó thì nó phò hộ cho anh. Anh há chẳng nghe ngạn ngữ thường nói Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thần khó giữ, làm sao phò hộ anh nữa. Đây là một đại trò đùa. Chúng ta tại sao vẫn phải nặng hình tượng Phật để Bồ Tát ngày ngày hướng về đó để lại? Đây là kỷ niệm người Trung Quốc lại tổ tiên. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, là người sáng lập nền giáo học Phật Đà. Chúng là kỷ niệm thầy. Chúng ta khi thấy hình tượng của thầy thì nghĩ đến lời dạy của thầy đối với chúng ta là ý nghĩa này. Nghĩ đến lời giáo huấn của ngài, chúng ta hiểu rõ y giáo phụng hành, đây là sự phò hộ chân chánh. Nếu như nhìn thấy hình tượng căn bản chẳng biết ngài nói với chúng ta những gì, đó là mê tín, cái đó chẳng có ích gì. Lấy Phật học Phật cách đó mới là lạc hậu bằng cùng, nhờ người cứu tế. Phật pháp là giáo dục, Phật pháp chẳng phải tôn giáo. Phật pháp dạy người là đại viên mãn, chắc phải lưỡng toàn kỳ mỹ là đại viên mãn. Nhất định phải biết muôn ngàn xin chớ tạo thành sự hiểu lầm. Phía dưới vẫn còn câu hỏi, ông ta nói nếu như trên thế giới vĩnh viễn vô pháp, chỉ có Phật giáo, những người học Phật tồn tại, như vậy phải chăng tất cả nên nhìn thấu tùy duyên không? Chẳng cần tích cực để truyền giáo, bởi vì hiện tượng này là ý trời, cũng là ý Phật. Con người vĩnh viễn không thể kháng cự, hay là nhân gian cần phải nỗ lực để tiêu diệt sự tiến bộ của khoa học mới có thể đạt đến trên thế giới chỉ có Phật giáo, chỉ có cư sĩ, chỉ có người xuất gia. Chúng sanh trên thế giới đều trở thành đệ tử của Tam Bảo. Đây là anh đang nằm mơ, ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hóa đa nguyên. Anh thử đọc kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sanh với chúng sanh, hỗ tương tôn trọng nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác. Đây là lời dạy của Phật Đà. Lời dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ. Chẳng phải trên toàn thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác, vì là anh sai rồi. Thế giới chỗ có tất cả học thuật tôn giáo dung hợp thành một thể, đây mới là Phật pháp đại thừa.
Cho nên Phật Pháp Đại Thừa quả thật đáng được người đời tôn kính, đáng được tất cả chúng sanh kính ngưỡng, phải nên học tập. Muôn ngàn xin chớ học sai đi, điểm này vô cùng quan trọng. Ông bạn học này hỏi rất hay, thầy nói mười phương chư Phật đều là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Lời này không phải tôi nói, đây là lời tổ sư nói, tôi chỉ dẫn dụng lời của tổ sư, không phải tôi nói, tôi không dám nói lời này. Vậy thì khi A Di Đà Phật trước khi chưa thành Phật, lúc đó chư Phật làm cách nào để thành Phật? À, câu này tôi có thể trả lời anh. Trước khi A Di Đà Phật chưa thành Phật cũng là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Đây là thật, không phải giả. A Di Đà Phật không phải chỉ có một vị. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được những vị Phật đồng danh, đồng hiệu rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chúng ta nghĩ họ nhất định cũng là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Vị đồng tu này hỏi: Mật tông tức thân thành Phật, Thiền tông minh tâm kiến tánh thành Phật, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật, có điểm nào khác biệt? Hoàn toàn như nhau, chỉ là trên phương pháp tu hành có khác. Thành Phật hoàn toàn như nhau. Ba cách thành Phật này nói một cách thực tại, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật là dễ dàng nhất, đối với chúng ta mà nói thì dễ tu nhất, còn hai thứ kia đều rất khó khăn. Anh nói mật tông tức thân thành Phật, năm xưa lão cư sĩ Quỳnh Niệm Tổ cùng tôi thảo luận đến vấn đề này. Ngài nói Trung Quốc từ sau khi giải phóng, Ngài nói từ sau khi giải phóng mà nói, trong 50 năm này Trung Quốc có đến 13 ức người tu học mật tông thành tựu, Ngài nói chỉ có 6 người. Ngài là Kim Cang Thượng Sư của mật tông, Ngài nói chỉ có 6 người. Về sau tu mật có thể thành Phật không? Ngài nói với tôi không có. Tôi hỏi Ngài tại sao không có? Ngài nói cái thế gian này đã chẳng có căn tánh học mật. Đây là lời của lão cư sĩ Quỳnh Niệm Tổ nói với tôi, chẳng phải tôi nói. Cho nên Ngài suốt một đời cũng là đến khắp nơi tuyên dương tịnh độ, khuyên người trì danh niệm Phật. Chính Ngài lúc vãng sanh là niệm Phật mà vãng sanh, không phải niệm chú mà vãng sanh. Điều này các đồng tu ở Bắc Kinh đều biết cả. Nghe nói Ngài trước khi vãng sanh nửa năm, công phu niệm Phật của Ngài rất chuyên cần, mỗi ngày niệm Phật mười mấy vạn tiếng. Cho nên Ngài là niệm Phật mà vãng sanh đấy, không phải trì chú mà vãng sanh. Đây là làm cái gương cho chúng ta xem. Ngài là Mật Tông Kim Cang Thượng Sư, không dùng mật pháp để tu tịnh độ, Ngài dùng phương pháp niệm Phật để tu tịnh độ. Điều này mang đến cho chúng ta một khải thị rất hay.